Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình ngày hôm nay của ô tô 360. Hôm nay ô tô 360 chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe hạng SUV. Đây là chiếc xe thuộc dòng SUV của Hyundai. Đây là chiếc xe Tucson ạ. Chiếc Tucson này là phiên bản đặc biệt, chiếc xe được sản xuất năm 2018 và đã đăng ký biển Hà Nội và biển số rất đẹp đấy ạ. Quý vị và các bạn cùng xem ạ, đây là chiếc xe Tucson đã được đăng ký biển Hà Nội và biển xe rất là đẹp, biển xe là 30F35079, biển số thần tài đấy. Tôi lại quay giới thiệu cho quý vị và các bạn trong cái xe mà chúng tôi vừa mới mua về, là chúng tôi còn vừa mới dọn đồ của chủ xe ra còn chưa hết đấy ạ. Chiếc xe này là chúng tôi chưa cần rửa đâu ạ, chưa phải rửa mà chúng tôi đã quay đến đây để giới thiệu cho quý vị và các bạn ạ. Đây là chiếc xe bản đặc biệt nên là xe được trang bị đầy đủ các option, ví dụ như là la răng đúc, ghế nội thất da, và nó là bản đặc biệt. Nó hơn những bản kia là ở cái là nó hơn ở những cái bản thường, đó là có cửa nóc to này, cốp điện này, khóa thông minh và phanh tay điện tử. Và đặc biệt là chiếc xe này chủ xe độ rất là nhiều đồ, quý vị các bạn thấy đây ạ. Đây là cái phần ba đời sốc trước, chủ xe cũng đã độ cái phần ốp ba đời sốc trước này. Ba đời sốc trước đã được ốp thêm một cái phần ốp của ba đời sốc trước cũng như ba đời sốc sau ạ. Chủ xe đã độ lên tất cả cái tiền đồ của cái xe này là cũng đến hơn 10 triệu đấy ạ. Bản đặc biệt nên xe đã được trang bị rửa đèn pha. La răng đúc thì chủ xe đã sơn lên cái màu đen ạ. Đây là cái phiên bản màu nâu cà phê. Và chủ xe đã lắp thêm cái bậc cửa rồi ạ. Đây là cái phần ốp ba đời sốc sau, chủ xe cũng đã ốp thêm cái phần ba đời sốc sau và bô đôi đấy ạ, hai bên đều là bô đôi. Nhìn chiếc xe rất là thể thao ạ. Đây là chiếc la răng đúc mà chủ xe đã độ lên, đã sơn thành màu đen đấy ạ. Và chiếc xe mới lăn bánh được có hơn 1 vạn thôi, chính xác là 1 vạn 7, cho nên cái lốp này còn như mới ạ. Dàn lốp này còn nguyên theo xe đấy. Là đúc R18 ạ. Tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và bạn cùng xem. Đây là chiếc la răng đúc mà chủ xe đã sơn thành màu đen rồi ạ. Khóa thông minh và bấm nút bấm mở cửa trên cánh cửa luôn ạ. Và nút bấm ở trên cánh cửa này cũng được tích hợp lên cả cửa lái và cửa bên phụ. Cửa bên phụ cũng đã được tích hợp cái nút bấm mở cửa. Tay nắm cửa mạ chrome rất là sáng. Đây là cái nút bấm ở bên cánh bên phụ đây ạ. Toàn bộ là cái phần đèn xe là đèn full led hết rồi ạ. Đèn full led, đèn gầm. Nhìn về đằng trước rất là nhiều đèn. Và chủ xe đã độ lên camera 360. Đây là chiếc camera đằng trước đấy ạ. Bộ camera này cũng đã đến gần 10 triệu rồi đấy. Đây là camera trên gương bên lái. Tiếp theo là chiếc camera ở đằng sau. Camera sau đấy ạ. Camera trên gương bên phụ. 4 camera ở 4 hướng ạ. Gọi là camera 360, tích hợp hết ở trên cái màn hình này ạ. Cái màn hình này là cái màn hình giải trí đa phương tiện. Ngồi trên xe ta có thể quan sát được cả 4 hướng của chiếc xe. Sau đây tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn là toàn bộ về cái phần nội thất của chiếc xe. Tôi lại quay từ cái cánh cửa bước vào. Tất cả là keo chỉ còn nguyên hết ạ. Nước sơn của xe này là còn nguyên bản hết đấy. Vì chiếc xe chạy có hơn 1 vạn thôi. Siêu lướt hơn 1 vạn thôi cho nên là còn rất là mới ạ. Đây là cái cụm điều khiển gương kính ạ. Gương chiếu hậu cũng đã được tích hợp là gương chỉnh điện ạ. Có nút bấm ở trên cánh cửa này đây.
Nội thất của chiếc xe này là nội thất màu kem. Nâng chỉnh đèn pha đấy. Chỉnh đèn pha chống trơn trượt này. Cúp điện đấy. Cái bản đặc biệt cho nó hơn những bản thường là cái cúp điện này đây. Tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn. Đây là chiếc ghế chỉnh điện này. Vì là chạy hơn 10,000 tôi lên ghế này còn rất đẹp. Cái ma ghế này còn như mới. Chúng tôi vừa mới lấy về cho nên là nó hơi bẩn, chưa có dọn dẹp, chưa có rửa được cho nên là nội thất nó hơi bẩn một chút. Chứ sau đây chúng tôi sẽ dọn đi thì là cái nội thất này nó là như xe mới luôn. Đây là chiếc tappy cửa sau bên lái. Tất cả cũng đều còn như mới. Nội thất màu kem, hàng ghế sau này thì gần như là không có người ngồi cho nên là cái ghế này còn mới lắm. Nhiều chi tiết ở trong xe này còn chưa bóc ni lông. Xe rất là đẹp ạ. Nếu như quý vị và các bạn muốn sở hữu chiếc xe này, xin quý vị và các bạn vui lòng liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905608883 để được tư vấn. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm chiếc xe này thì đây là sự lựa chọn rất là hoàn hảo ạ, vì chiếc xe này còn rất là mới mà quý vị và các bạn tiết kiệm được rất là nhiều tiền so với mua xe mới. Đây là cái phần cốp của xe, tôi vẫn quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem toàn bộ về cái phần ốc cốp này, phần keo chỉ xung quanh cái cốp này cho nó thấy là còn nguyên bản, chưa đâm đụng hay là chưa va chạm gì cả. Tất cả này còn rất là mới. Keo chỉ còn nguyên, chưa có đâm va gì cả. Tất cả là còn nguyên bản hết ạ, keo chỉ không mất một phần nào. Ốc còn zin nguyên hết ạ. Và cái khoang hành lý của chiếc xe này là rất là rộng rãi ạ. Là cái dòng SUV mà 5 chỗ cho nên là cái phần khoang hành lý này rộng lắm, chứ không như dòng 7 chỗ. 7 chỗ thì nếu như úp ghế xuống thì nó mới rộng, còn nếu mà dựng ghế lên thì không còn để được đồ nữa đâu. Và tôi sẽ mở lên cho quý vị và các bạn xem là cái lốp sơ cua này. Cái lốp sơ cua này cũng còn nguyên, chưa hạ, tức là chưa sử dụng một lần nào. Tuy có phần hơi bẩn chút là vì cái xe này chúng tôi chưa có dọn rửa gì cả. Lấy về là tôi quay luôn nè. Đây là chiếc lốp sơ cua còn nguyên, chưa hạ một tí nào ạ, vẫn còn sơn nè. Vẫn còn sơn ở mặt lốp ạ, nếu như mà hạ sơ cua rồi thì không còn cái màu sơn này nữa. Dù chỉ chạy một lần cũng đã mất sơn. Quý vị có thấy không ạ, đây là chiếc xe này còn rất là đẹp, gần như là như mới. Đến cái lớp sơ cua toàn bộ cái phụ kiện đằng sau này cũng chưa sử dụng lần nào. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến những dòng xe Tucson hoặc là những dòng xe tương đương thì đây là sự lựa chọn rất là hoàn hảo. Vì bỏ ra một vì nếu như chúng ta đi mua một cái xe mới thì là cái tiền xe đăng ký của nó rất là nhiều. Còn bây giờ là chúng ta mua một cái xe mà lướt siêu lướt như thế này ấy, thì xe thì sử dụng thì xe là gần như mới mà lại tiết kiệm được khoản tiền cũng tương đối. Đây là cái phần nội thất ở đằng sau, tôi lại quay chi tiết cho quý vị và các bạn xem là nội thất màu kem. Tuy có đôi phần bẩn là do chúng tôi chưa dọn rửa gì cả, chứ con này mà dọn rửa đánh lại cái nội thất này thì cực đẹp luôn ạ. Chủ xe cũng đã trang bị thêm một cái phần lót sàn 3D rồi đấy ạ. Chủ xe đã lắp lót sàn 3D cho chiếc xe, rất là sạch sẽ. Đây là chiếc tappy bên phụ đấy ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết ạ. Ốc cánh cửa, ốc bản lề, ốc khóa còn nguyên, không mất một phân keo chỉ nào cả. Bên phụ cũng là chiếc ghế được chỉnh điện rồi ạ.
Hyundai đã trang bị cho chiếc Tucson này hai ghế trước là chỉnh điện và cái cửa nóc to kia, phần cửa sổ trời panorama toàn cảnh đấy ạ. Và cái phần gương kia còn chưa bóc ni lông, quý vị cũng bạn cũng thấy đấy ạ. Một số cái phần trong nội thất này là chưa bóc ni lông. Đây là cái phần táp lô của xe. Táp lô cũng rất là mới. Trên mặt táp lô kia có đôi chút là phần keo, cho keo là keo do chủ xe dán thêm mấy cái đồ ở trên mặt táp lô, cho nên là cái phần keo keo này thì đánh đi lau đi là hết thôi, không có gì là khó cả. Đánh dọn lau đi cái thì chiếc xe này là gần như là mới. Đây là chiếc cửa sổ trời panorama toàn cảnh đấy ạ. Lát nữa tôi sẽ quay cho quý vị và bạn chi tiết về cái cửa sổ này. Bây giờ tôi quay về cái phần option. Đây là cái màn hình hiển thị đa phương tiện đấy, màn hình giải trí đa phương tiện, nó đang tích hợp cái camera 360 đấy và cụm điều hòa tự động rồi ạ. Nó khác với phiên bản thường, phiên bản đặc biệt là cũng được trang bị điều hòa tự động chứ không phải điều hòa cơ như phiên bản thường. Đây, đồ của chủ xe vẫn còn. Đây là chủ xe nữ sử dụng cho nên là trên xe toàn thấy kẹo bánh thôi. Cái tay nắm cần số còn rất mới. Xe được trang bị start top rồi ạ. Và tích hợp tất cả các phím điều khiển như cái vô lăng này, cái cruise control. Và đồng hồ của chiếc xe này mới lăn bánh là 1,7 vạn thôi thưa quý vị và các bạn. Chiếc xe ô tô mà chạy hơn 1 vạn thì nó còn rất là mới ạ. Vô lăng cũng còn rất là đẹp, chủ xe bọc rất là cẩn thận rồi cho nên là vô lăng còn đẹp lắm ạ. Bỏ cái bọc của lớp bọc ra thì vô lăng còn như mới. Toàn bộ cái phần nội thất này còn rất là mới ạ. Chúng tôi chưa dọn dẹp thì nó hơi bẩn một chút thôi chứ đánh dọn đi thì nó đẹp lắm đấy. Đây là cái cửa gió cho hàng ghế sau ạ. Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau. Nhiều xe là không được trang bị cái cửa gió này cho hàng ghế sau đâu, vì ở bản trước SUV 5 chỗ thì là nhiều xe không được trang bị. Nhưng chiếc Tucson này đã được trang bị cái hàng cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau. Đây, start tốt đấy, xe được trang bị start tốt rồi, khóa thông minh. Cụm điều hòa tự động. Bản này là full hết đồ rồi, không còn thiếu cái gì nữa đâu ạ. Vì nó là bản đặc biệt cho nên là đầy đủ hết đồ, không còn thiếu gì cả. Đây là cái cửa sổ toàn cảnh panorama đấy ạ. Nhìn rất là mở ra thì cái xe nó rất là thoáng. Nó khác với phiên bản thường là nó thêm cái cửa sổ trời panorama toàn cảnh ạ. Cửa sổ này nó kéo đến tận hết cái khoảng hàng ghế sau đấy. Cho nên kể cả hàng ghế trước và hàng ghế sau ngồi nhìn rất là thoáng. Chúng ta có thể mở được cái nỉ, tấm nỉ ra để lấy ánh sáng thôi, hoặc chúng ta có thể mở hết ra như thế này. Tiếp theo tôi sẽ quay giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần động cơ của chiếc xe. Hyundai đã trang bị cho chiếc Tucson này là động cơ 2.0, động cơ DOHC 16 van, số tự động ạ. Chiếc xe này chạy hơn 1 vạn thôi nhưng mà chiếc xe này toàn bộ cái máy móc mà chúng tôi không dọn, vừa mới mua về cho nên chưa kịp dọn, chưa kịp rửa gì cả. Cho nên tôi cứ quay đây cho quý vị và các bạn cùng xem ạ, toàn bộ về cái phần ốc cabo trước, rồi đến phần keo chỉ. Tất cả về keo chỉ của cái cabo này nó còn nguyên. Và cái ốc xương đầu cũng vậy, còn nguyên hết ạ. Tuy máy móc nó hơi bẩn, chưa dọn rửa gì nhưng mà sau đây chúng tôi sẽ đi dọn rửa nên là nó đẹp như mới ạ. Vì một khi chiếc xe đã lăn bánh thì là cái máy móc nó sẽ bụi bặm bám vào. Nhưng cái quan trọng nhất là tất cả ốc nó còn nguyên bản là tốt rồi. Keo chỉ còn nguyên không mất phân nào là ok rồi. Đấy là cái điều quan trọng nhất của chiếc xe. Chiếc xe là chúng tôi luôn cam kết là
Những chiếc xe chúng tôi mua về và đem lên đây giới thiệu cho quý vị là chúng tôi luôn cam kết là chiếc xe còn nguyên bản, không đâm đụng, không ngập nước. Tất cả máy móc nguyên bản hết ạ. Toàn bộ về cái phần ốc chân máy, ốc mặt máy, tất cả còn nguyên hết ạ. Tuy cái máy móc này là có hơi đôi chút bẩn thôi, chứ còn tất cả nó đều là nguyên bản hết ạ. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn vui lòng liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp và lái thử chiếc xe này, mời quý vị và các bạn qua cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội ạ. Mời quý vị và các bạn hãy like clip và đăng ký kênh để đón nhận những clip mới nhất mà chúng tôi mua xe về và chúng tôi đăng lên đây cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đăng ký và kích vào nút chuông để đón nhận những clip mới nhất. Chúng tôi sẽ up clip nào thì là YouTube sẽ thông báo cho quý vị và các bạn biết ngay clip đấy để quý vị và các bạn cùng xem. Nếu như quý vị và các bạn đang có nhu cầu mua bán trao đổi xe ô tô, quý vị và các bạn theo dõi kênh của chúng tôi để được xem những chiếc xe đẹp nhất để chúng tôi up lên đây ạ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi clip của chúng tôi và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip mới nhất mà chúng tôi up lên đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.